Tất cả pháp này bản tánh đều không, chẳng phải trong tánh không có sự giận dữ, vì vậy phải tu an nhẫn để làm lợi ích cho chính mình. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, an lập hữu tình, nơi lý tánh không, nhân quả tánh không, tuần tự đem quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chỉ bày, khuyên bảo, khen ngợi, vui mừng, làm cho an trụ hoàn toàn, mau được chứng quả. Thiện hiện nên biết, sự giảng thuyết như vậy đều nương vào thế tục, chẳng nương nơi thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong bản tánh không, không có người chứng, pháp được chứng, thời gian chứng, nơi chốn để chứng đều không thật có. Thiện hiện nên biết, đây gọi là lý thật tế bản tánh không. Các đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình, nên nương vào lý thật tế bản tánh không này mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhưng chẳng đắc hữu tình và sự hoạt động của chúng. Vì sao? Vì tất cả pháp đều lìa các hữu tình lìa pháp nên bất khả đắc, pháp và hữu tình do đối đãi nhau mà lập nên nương vào thắng nghĩa nên nói tất cả đều không. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, do oai lực của phương tiện thiện xảo này, nên thấy các hữu tình thân tâm lười biếng, thối lui không tinh tấn, nên dùng phương tiện khuyên bảo dẫn dắt, làm cho họ phát khởi thân tâm tinh tấn, tu các thiện pháp. Nói như vậy, các thiện nam tử hãy nên tin thọ sâu xa, trong bản tánh không, không có pháp lười biếng, không có người lười biếng, không có lúc lười biếng, không do pháp này mà sanh lười biếng. Tất cả như vậy bản tánh đều không, không vượt qua, không lý lẽ. Các ông nên phát khởi thân tâm tinh tấn, xả bỏ sự lười biếng, siêng tu thiện pháp, nghĩa là tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc tu pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, hoặc trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, hoặc trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ, hoặc tu tịnh quán địa cho đến như lai địa, hoặc tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tu tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, hoặc tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc tu mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc tu 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, hoặc tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu quả dự lưu cho đến độc giác, bồ đề, hoặc tu tất cả hạnh của đại Bồ Tát, hoặc tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, hoặc tu vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Hãy nên tinh tấn, chớ sanh lười biếng, nếu sanh lười biếng thì chịu khổ vô cùng. Các thiện nam tử, tất cả pháp này bản tánh đều không, không có các sự chướng ngại. Các ông nên quan sát đúng lý trong bản tánh không, không có sự chướng ngại, không có pháp lười biếng, không có người lười biếng, không có lúc lười biếng, không có nhân duyên lười biếng, vân vân, đều bất khả đắc. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, an lập hữu tình, làm cho trụ vào lý các pháp bản tánh không, tuy làm cho an trụ, nhưng không có hai tưởng. Vì sao? Vì lý bản tánh không, không hai, không khác, chẳng phải đối trong pháp không hai, mà phát sanh hai tưởng. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nương nơi bản tánh không, giáo hóa truyền trao cho các loài hữu tình, làm cho họ siêng năng tu học. Nói như vậy, các thiện nam tử, các ông đối với thiện pháp này phải siêng năng tu học. Nếu khi hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, thì đối với các pháp này không nên tư duy tướng hai hay không hai. Nói rộng cho đến nếu khi tu vô lượng vô biên các Phật pháp khác, thì đối với các pháp này cũng không nên tư duy tướng hai hay không hai. Vì sao? Các thiện nam tử, vì các pháp như vậy bản tánh đều không, vì lý bản tánh không nên không tư duy tướng hai hay không hai. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, hành hạnh Bồ Tát thành thục hữu tình, các loài hữu tình đã được thành thục rồi, tùy theo chỗ thích ứng của họ, tuần tự giáo hóa, làm cho an trụ, quả dự lưu, hoặc trụ quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác bồ đề, hoặc trụ vào các địa vị đại Bồ Tát hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật.
Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên thấy các hữu tình tâm nhiều tán loạn, đối với các dục cảnh không kiềm chế các căn, phát sanh các nghiệp không thanh tịnh. Bồ Tát thấy rồi dùng phương tiện giáo giới truyền trao, làm cho họ nhập vào thắng định, nói như vậy: các thiện nam tử hãy đến đây, các ông nên tu tập tam ma địa thù thắng, không nên sanh tâm tán loạn, nên tưởng thắng định. Vì sao? Vì các pháp như vậy bản tánh đều không, trong bản tánh không không có pháp khả đắc, không có pháp tán loạn hoặc nhất tâm. Nếu các ông có thể an trụ vào thắng định này thì làm các việc thiện mau được thành tựu viên mãn, và tùy theo sự mong cầu đều trụ vào bản tánh không. Các việc thiện đã làm là như thế nào? Nghĩa là phát sanh nghiệp tịnh thắng nơi thân khẩu ý, hoặc là tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến tu hạnh của đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, hoặc thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Tất cả thiện pháp tịnh thắng như vậy do oai lực thắng định nên mau thành tựu viên mãn, và tùy theo sở nguyện trụ vào bản tánh không. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo vì muốn làm lợi ích cho các loài hữu tình, nên từ lúc mới phát tâm cho đến cuối cùng làm các việc thiện lợi, luôn không ngừng nghỉ vì muốn làm lợi ích an vui cho các hữu tình, nên từ cõi Phật này đến cõi Phật khác gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, lắng nghe chư Phật thuyết giảng chánh pháp, trải qua vô số kiếp xả thân thọ thân cho đến khi thành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ở trong giai đoạn ấy quyết chẳng quên mất, đại Bồ Tát này được Đà La Ni, căn thân khẩu ý thường không suy giảm. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này thường tu trí nhất thiết tướng một cách hoàn toàn, các việc làm suy lường hoàn toàn do tu trí nhất thiết tướng, và việc làm suy lường hoàn toàn nên đối với tất cả đạo đều có thể tu tập, đó là đạo Thanh Văn, đạo Độc Giác, đạo Bồ Tát, đạo Như Lai, đạo Thắng Thiên, đạo Thắng Nhân, đạo Thần Thông Thủ Thắng của các Bồ Tát. Đại Bồ Tát này do trụ vào đạo Thần Thông Thủ Thắng nên thường làm các việc lợi ích cho các hữu tình, dù phải nhiều kiếp trôi lăn trong vòng sanh tử, nhưng Thần Thông Thủ Thắng thường không suy giảm. Vì không suy giảm dị thục thần thông nên thường làm các việc lợi ích thủ thắng cho mình và người. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, trụ vào bản tánh không, dùng phương tiện thiện xảo làm lợi ích cho các loài hữu tình một cách hoàn toàn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên trụ vào bản tánh không. Thấy các hữu tình trí tuệ cạn cợt, ngu si điên đảo, gây nhiều ác nghiệp, Bồ Tát giáo hóa truyền trao phương tiện dìu dắt chúng vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, nói như vậy: các thiện nam tử nên tu bát nhã ba la mật đa, quán tất cả pháp bản tánh đều không. Nếu các ông có thể tu được bát nhã ba la mật đa này và quán tất cả pháp bản tánh đều không, thì sự tu hành về nghiệp thân khẩu ý sẽ đạt đến cam lồ, được cam lồ và đều nhờ vào cam lồ mà được giải thoát. Các thiện nam tử, tất cả pháp này bản tánh đều không. Trong bản tánh không hữu tình và pháp, tuy bất khả đắc nhưng sự tu hành cũng chẳng suy giảm. Vì sao? Này thiện nam tử, lý bản tánh không không tăng không giảm. Trong bản tánh không không có pháp tăng giảm, không có người tăng giảm. Vì sao? Vì lý bản tánh không chẳng phải có tự tánh, chẳng phải vô tự tánh, lìa các sự phân biệt, đoạn các hỷ luận, nên ở trong ấy không có pháp tăng giảm, không có người tăng giảm, do đây việc làm cũng không suy giảm. Vì vậy các ông nên tu bát nhã ba la mật đa, quán bản tánh không, làm việc đáng làm. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo giáo giới truyền trao cho các loài hữu tình, làm cho họ an trụ vào bát nhã ba la mật đa, trụ vào bản tánh không, tu các nghiệp lành. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này giáo hóa truyền trao cho hữu tình như vậy, tu các nghiệp lành luôn không lười biếng, nghĩa là tự mình thường hành 10 thiện nghiệp đạo cũng khuyên người khác hành 10 thiện nghiệp đạo, tự mình giữ gìn 5 giới cận sự cũng khuyên người khác giữ gìn 5 giới cận sự, tự mình giữ gìn 8 giới cận sự
cũng khuyên người khác giữ gìn tám giới cận sự. Tự mình thọ trì các giới xuất gia, cũng khuyên người khác thọ trì các giới xuất gia. Tự mình tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khuyên người khác tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Tự mình tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng khuyên người khác tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Tự mình tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người khác tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Tự mình tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người khác tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Tự mình an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng khuyên người khác an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Tự mình an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, cũng khuyên người khác an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Tự mình an trụ thành đế khổ tập diệt đạo, cũng khuyên người khác an trụ thành đế khổ tập diệt đạo. Tự mình tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng khuyên người khác tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ. Tự mình tu hành các địa vị Bồ Tát, cũng khuyên người khác tu hành các địa vị Bồ Tát. Tự mình tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người khác tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Tự mình tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng khuyên người khác tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông. Tự mình tu học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng khuyên người khác tu học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Tự mình tu học Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, cũng khuyên người khác tu học Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Tự mình tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng khuyên người khác tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Tự mình tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng khuyên người khác tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Tự mình tu học 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, cũng khuyên người khác tu học 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Tự mình nỗ lực tu quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, nhưng không trụ vào quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, cũng khuyên người khác nỗ lực tu quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, hoặc làm cho họ an trụ quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề. Tự mình phát sanh các hạnh của Đại Bồ Tát, cũng khuyên người khác phát sanh các hạnh của Đại Bồ Tát. Tự mình phát sanh đạo quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, cũng khuyên người khác phát sanh đạo quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo, tự mình tu nghiệp lành, luôn không biếng nhác, giáo giới truyền trao cho các loài hữu tình, cũng tu theo nghiệp lành, thường không biếng nhác. Này thiện hiện, đây gọi là các Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo, do oai lực của phương tiện thiện xảo này, nên an lập hữu tình, làm cho họ trụ nơi thật tế, nhưng không làm hoại tướng thật tế, mau chứng quả